Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Si, xin chào ông bà cô chú. Xin chào cô chú. Giỏi. Ba mẹ con của Như á, bây giờ sẽ đi tới trường học của Si để gặp y tá ở trong trường để đo chiều cao với cân nặng cho Si. Mình quay cái nhà, một cái nhà đẹp ở nông thôn cho ông bà cô chú xem. Xung quanh cái thảm cỏ xanh. Rồi phía trước là cái sân nhỏ nhỏ, cái nhà bằng gỗ. Rất là cũ rồi nhưng mà nhìn rất là đẹp. Gần trường học luôn. Ngay chỗ gần trường học á thì ở đây người ta có cái bảng nè. Mình chỉ lái xe với tốc độ là 30 km/h thôi, để cho học sinh nó tan học nó đi ra cho an toàn á. Si suốt ngày nó gặp nha sĩ, bác sĩ, y tá không người ta? Si VIP với Si? VIP. Si nó VIP thiệt chứ. Khách VIP của mấy bệnh viện, khách mấy cái bệnh viện nữa. Cái nhà này thì nằm trên cao nhìn đẹp quá ha. Đó, cái phía trước đó là trường học đó ông bà cô chú. Mấy cái nhà này gần gần trường học không nè. Hồi cái nhà này đẹp. Vi, cái nhà đẹp rồi từng Vi. Nhìn đẹp quá hả Vi? Ôi nhà đẹp quá ông bà cô chú ơi. Ôi cây đèn trước cửa nữa kìa. So, och så ska du få backa in där. Ryggen emot så och så fötterna långt bak. Bra. Och så ska vi se hur långt det är. Det kan vi inte ta på tofsen där. 121 är du så. Si heo dạo này nó VIP lắm ông bà cô chú ơi. Hôm qua thì nó gặp nha sĩ với lại cố vấn sức khỏe cho nó để nó sắp lên bàn gây mê để mà nhổ nhiều răng rồi. Hôm nay thì đi đến trường học để gặp y tá trong trường. Ở Thụy Điển khi mà con nít từ 0 cho tới 6 tuổi thì có y tá ở trong cái trạm xá chỗ mình ở theo dõi sức khỏe và là chích ngừa cho con mình ha. Nhưng mà khi bé vô cấp 1 rồi thì trách nhiệm đó là y tá ở trong trường. Jag kan arbeta utan att bli störd. Kan du arbeta och göra det du ska i skolan utan att barnen, de andra barnen stör dig? Går det bra? Blir du störd ibland? Mm. Aha. Men är det ofta eller tycker du att det bara är ibland eller är det sällan? Ibland. Okej. Okay. Men säger fröken till om det är för busigt i klassen? Mm. Ja, vad bra. Jättebra. Och kan du koncentrera dig i skolan? Alltså koncentrera dig på att göra de sakerna man ska göra i skolan. De arbetsuppgifterna. Går det bra? Mm. Och du har alltid någon kompis i skolan att vara med eller? Har du alltid någon att vara med? Ibland. Och sen kommer det en fråga här. Har du, om du tänker efter de senaste månaderna, har du varit med om någon kränkning, illabehandling eller utanförskap på skolan? Och det betyder egentligen om någon har varit dum mot någon eller någon har varit dum mot dig. Inte? Nej, vad bra. Jättebra. Vet du vem du ska säga till om någon är dum mot någon? Vem ska du säga till då? Bra. Och sen ska du berätta det för mamma när du kommer hem. Mm. Alltid berätta för mamma om någon är dum mot någon eller någon är, särskilt om någon är dum mot dig. Så är det jätteviktigt att du talar om det. Mm. Men känner du dig trygg i skolan? Inte? Va? Är du rädd för att gå till skolan? Nej, det är du inte. Vad bra. Det var ju bra. Trời ơi, chích ngừa nữa rồi ông bà cô chú ơi. Quay qua khám răng rồi chích ngừa rồi đủ thứ hết trơn. Trời ơi, nó cười chứ gì chân rồi, miếu rồi, xong rồi. Nhưng mà chích đau vậy lắm. Chích xong mới miếu. Chích đau vậy lắm. Chích ngừa ở trường học là đau hả? Trời ơi, chị hai an ủi em. Con chích ở trường nào cũng mới đau.
Không Vi những cái giai đoạn chích này là không Vi xong hết rồi, đừng có dỗ con. Mới chích xong đừng có dỗ. Hôm nay lên gặp y tá trong trường á, thì ngoài khám sức khỏe cho Si thì sẵn đây thì Như kêu Vi lại hỏi y tá về cái con mắt của Vi bị khô á. Thì y tá cho cái miếng giấy xong rồi mình ra mình mua thuốc. Rồi về mình tự nhỏ thôi. Cô ấy nói là nhỏ trong vòng 4 tuần lễ rồi sẽ hết. Còn nếu mà không hết á, thì sẽ liên lạc với y tá trong trường nữa. Thì họ sẽ có nhiệm vụ là chăm sóc cho con của mình. Si dở cái thùng thư rồi, có thư không Si? Không à, hỏi đi vô. Thôi, mất cỡ đó. Cái lúc mà Như quấy qua Thụy Điển á, thì Như rất là thường mua những cái loại thịt này để ăn. Tại vì người Thụy Điển họ không có thích những cái miếng thịt nó có xương, với lại những cái miếng thịt nó không đẹp như thế này nè, thì nó rất là rẻ, chỉ có 4 đô một ký thôi. Thì mình á, thì mình thích ăn xương, với lại mình lấy những cái xương mình nấu súp. Còn những cái miếng thịt đẹp á, thì mình làm thịt chiên hoặc là thịt ram, mình làm cơm sườn cũng được. Cho nên mình mua những cái hộp thịt này thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Giờ mình lựa những cái xương mà dụng dụng với lại có gân, mình để vô trong nồi. Mình trụng sơ với nước với muối nha. Còn những cái thịt mà đẹp đẹp như thế này nè, đó là mình để dành, mình để làm cái bữa sau mình làm món khác. Cả nhà nghe như tính toán quá đúng không? Nhưng mà thật ra mình sống ở nước ngoài á, hay là nước trong gì cũng vậy, trong bữa ăn á, thì mình cũng tính toán nha. Mình phải tính toán chi tiêu cặn kẽ, rồi chi tiêu trong nhà đó, rồi mình cũng phải tính toán. Chứ nếu mà không tính toán mà xài thả ga là không có đủ chi đâu. Và cái tính tiết kiệm này là Như thừa hưởng từ mẹ của Như đó. Tại vì mẹ của Như cũng là mẹ đơn thân nuôi ba đứa con, cho nên là mẹ Như rất là tính toán trong cái chuyện mà chi tiêu, với lại trong từng bữa ăn á, là mẹ Như tiết kiệm dữ lắm. Cho nên Như học từ mẹ đó. Hôm nay cái nồi súp của mình nó quá đặc biệt luôn, tại vì nó có thêm cái bông atiso nè. Như định mua cái củ thì là để vô rồi, nhưng mà mình nấu thử cái bông atiso này thử coi. Tại vì mình thích những cái vị ngọt của rau củ á, cho nên một ít xương thôi, còn bao nhiêu là mình ưu tiên rau củ rất là nhiều. Như nấu xong nồi súp rồi thì bây giờ Như để thịt với lại giá, xà lách với bún vô trong một cái tô. Giờ bắt đầu mình chế súp vô nha. Hôm nay thì Như nấu một cái món này cho cái tợn ăn với lại mấy đứa nhỏ ăn cho nó ấm bụng mùa đông, cho nên Như để thêm ít gừng vô nữa đó ông bà cô chú. Dạo này ông bà cô chú thấy Như nấu ăn nhanh gọn lẹ đúng không? Tại vì không có thời gian nấu như hồi lúc trước nữa, cho nên nhanh gọn lẹ nấu súp để ăn với bún thôi. Giờ xong xuôi hết trơn rồi, mình để hành phi rồi ớt rồi sa tế, xong rồi vắt miếng chanh nữa, trộn lên là bắt đầu ăn nha. Rồi, Si đói bụng quá, hút rọt rọt rồi ông bà cô chú ơi. Thế ta, xin mời. Xin mời bà cô chú. Giỏi. Vì nghe mấy tờ nói xin mời ông bà cô chú giỏi không? Nói tiếng Việt rõ chưa? Dạ, rồi, còn Vi thì sao? Chào Việt Nam. Giỏi. Xin mời ông bà cô chú. Giỏi. Rồi, ăn nha. Rồi. Cái đó hơi lên cái số gì đó, cái thứ đó phải khuyên. Cái tờ. Ngon không? Pizza. Ồ, đen nè. Vì cái này ghiếu rồi nè. Đen này ghiếu rồi mà. Đưa giấy tờ hương ri vào. Chết mà ơi. Rồi bây giờ Như xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn ăn tối. Ăn bún với gia đình của Như nha. Hôm nay Như nấu quá là nhiều rau củ luôn. Khoai tây, cà rốt, rồi bông atiso, rồi thêm giá nữa. Đó, ảnh để cái đũa qua, ảnh gắp cái nước cái ớt ở trong cái nước mắm trong nè. Giờ ảnh mê cái nước mắm y lắm rồi, cái nước mắm trong, nước mắm nguyên á là ảnh mê lắm. Không có nước mắm ớt là không chịu luôn á. Đó, phải có sa tế đồ vô.
Rồi có nước mắm, sa tế, rồi ớt, rồi dắt chanh vô nữa không bà cô chú? Vậy mới chịu. Phải có chanh mới ngon nha. Phải có chanh mới ngon nha. Nhanh nhé. Ngon quá hả? À. Ngon quá, nhìn nha. Rất là ngon luôn. Hình như mấy thấy thích mấy cái đồ húp nước như vậy, húng chi bé tờ. Cảm thích là đúng rồi. Nó dễ ăn, ngon. Mà nấu nó nhanh nữa mà cô chú. Ngon quá. Ngon quá. Cái giá để vô đây nó ngọt. Nó ra cái nước ngọt. Nó thơm cái mùi giá, giá chín nó thơm. Jag skulle till och med vilja vara så lång som att det är mer än long way. Det är till och med long lang. Phương ngon quá. Ngon quá. Ngon lắm đi Samma Bí Thuyệt. Ja. Men det är long lang är starkare. Det är, då är det ännu bättre. Det är som jättebra. Det är bra. Och sen jättebra. Det är samma. Lite ngon. Bättre. Ngon nhất thế giới. Con thịt con mèo. Nói dù nó nhiều cách lắm. Gì nó ngon. Hôm nay quên ăn cái mì bèo. Ngon đi. Ngon. Dạ ngon. Bún mình rất là bàn hả? Lâm bấy rồi, 3 giây rồi. 3 giây là vi khuẩn chưa vô đâu nha. Bỏ thêm miếng giá vô nữa. Nếu mà vi khuẩn bám như bạn thì chắc là ba giây chưa kịp, ba giây nó đã kịp bám rồi. Ăn cái tên xong vô sẽ kêu mà lo gì đâu. Hộp như thế nào? Vô. Rồi đi đâu không biết là gì rồi. Cái tạ kiếm gì nữa vậy ta? Có phải tương đen không ta? Kiếm gì nữa vậy trời? Mình bỏ cái sa tế vô luôn. Này. Deslut. À, ảnh đi kiếm cái tương đen để ăn phở. Anh đi kiếm cái hũ tương đen ăn phở gà, phở bò á bà cô chú. Cái tương đen mà nó ngọt ngọt á. Tại vì cái này đâu phải phở đâu mà đem tương đen lên. Hãy để về hả tụi tụi tên. Ngon. Mình ăn hết rồi con, mình ăn hết cái hũ rồi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Jag fattar inte varför du äter soppa och dricker vatten. Jag gör inte det. Det gör det innan. Man blir mätt ju. I skolan måste man göra det. Người Thụy Điển á, là dù cho ăn cái gì cũng không biết, nhưng mà lúc nào cũng ăn, vừa ăn vừa uống, vừa ăn vừa uống như thế này nè bà cô chú. Lúc nào cũng có ly nước kế bên hết. Mà riêng bản thân Như á, là Như ăn như không bao giờ uống. Giống như là ăn những cái xích, những cái bún như thế này nè, đặc biệt những thứ này là không bao giờ, không bao giờ mình uống nước. Bây giờ chưa gì hết là uống một ly rồi đó. Hôm bữa giờ cũng có nhiều bạn hỏi Như á, là tại sao không bán nhà hay là thuê nhà mà bán cái xe đi. Bán cái xe thì giống như là cục cái chân vậy đó, sao mà lại chọn bán chiếc xe. Thì thật ra á, khi mà mình vay tiền ở Thụy Điển á, mình vay tiền để mua nhà hoặc là mua xe á, thì lãi suất nó không giống nhau. Giống như cái nhà này á, thì lãi suất chỉ là có 5,9% thôi, nhưng mà xe á, là 8,5% lận. Cho nên là mình chọn bán xe trước, tại vì xe á, lãi cao hơn nhà. Nhưng mà sắp tới đây á, nếu mà lãi ngân hàng không giảm xuống á, thì nhà này thì cũng phải bán luôn. Và nếu mà mình chọn bán trước khi mà ngân hàng nó siết á, nó lấy á, thì là tốt cho mình đó. Tại vì ở Thụy Điển khi mà mình cảm thấy mình không chi trả nổi nữa thì tốt nhất là mình bán đi để mình giải nợ. Chứ nếu mà để ngân hàng tới lấy á, thì lúc đó mình mang cái vết đen, cái dấu đen thì mình sẽ rất khó vay tiền ở lần sau. Thậm chí là đi xin việc và thuê nhà ở Thụy Điển á, thì cũng khó khăn khi mà mình có cái nợ xấu như vậy á. Rồi bây giờ chị Hai đi đâu? Xuống đem nho xuống cho Mai Kỳ ăn. Đem nho xuống cho Mai Kỳ ăn? Dạ. Rồi con đem nho xuống cho em đi. Nho này thì cũng là nho, nói chung là nó cũng giảm giá thôi bà cô chú ơi. Như mua ở trong công ty của Như á. Một thùng bự lắm. Rồi giảm giá còn có 5 đô à. Cái Như cũng
mua về xong rồi chia ra cho tụi nhỏ rồi mình ăn. Cái này là cái tầng hầm ở dưới hầm nhà Như nè, mấy cái thùng này Như đóng mà chuẩn bị đem đi về nhà trở nè. Sao tối mòi hả con? Mở đèn lên. Em đừng chơi vậy. Đó, Mikey. Ừ. You got? Yes, this is. Jag måste ha in det. Jag har ett helt paket innan. Andra dagen var jag. Ett helt paket de har fulla. Ja. Vi satt och kollade på en film och var jätterolig. Jag hade ordet ett helt paket. Nói gì nhanh quá, mẹ không hiểu. Bữa trước mà chị mới ăn một hộp, con với mà chị ngồi xem phim xong ăn hết nguyên hộp nhau. À, cái hộp hôm mẹ mua về đó là em ăn hết luôn đúng không? Nó nói là cái hộp bữa hôm Như mua là nó ăn hết luôn, nó kể cho con Vi nghe. Nó nói nhanh quá mẹ nghe không hiểu Vi. Như thấy vậy Như mua nho giảm giá trong công ty đó, đem về cái đem cho nó ăn. Này ngoan quá trời ta, nay ngồi chơi game mà im lặng dữ. Chết thì được tuyệt mày kỳ đó. Tứ chết thì được tuyệt cái đó. Ôi. Con có nói với Mikey là con sắp chuyển nhà lên trên kia chứ học trường cũ chưa? Này! Mikey. Mikey. Vi ska flytta tillbaka till Sverige. För vi. Hon trivs inte här. Denna. Tydligen skolan. Mår dåligt. Hon har försökt men det funkar inte. Jag låter innan. Mm? Nu säger jag, không thèm quan tâm gì. Nó lo chơi game. Nói gì nói là nó nghe trước đây rồi đúng không? Để nó sẽ học. Hồi trước là nó cũng không có trường đó rồi. Còn là nó sẽ học. À hồi đó nó học ở trường trước rồi, đó rồi giờ nó cũng biết. Nó của con. Chắc ta được. Dập bé không? Hôm nay hơi đuối ông bà cô chú ơi. Đi gặp y tá trường xong về nấu ăn nấu uống. Giờ phải dọn dẹp rồi soạn đồ tiếp tục nữa để mà chuyển nhà ha. Như xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị luôn dành thời gian cho gia đình của Như nha. Chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình yên bên gia đình, người thân và bạn bè của mình ha.